anh muốn mượn em làm bạn gái của anh chứ mà. Hello, chào mọi người. Thì hôm nay thì Viễn sẽ làm một cái trò chơi gọi là thách thức những cái bạn trong Pháp TV. Tất nhiên là những cái thách này mình nghĩ là sẽ là rất khó. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn coi nha. Thì đầu tiên là ví dụ như là mình sẽ tự thách mình đi. Mình sẽ tự thách mình là tỏ tình với Ribi. Nghe nói Ribi còn độc thân. Mình sẽ ví dụ minh họa cho mọi người trước nha. Alo. Wow, nay rồng đến nhà tôi hả? Sao tự dưng nay lại gọi điện tôi này? Thì cũng có chuyện muốn nói là đang làm gì vậy? Chuyện gì mà quan trọng vậy? Đang vừa mới làm xong cái clip quay daily routine ở nhà mùa dịch. Clip quay chắc được ha. Hả? Clip quay vui hả? Clip quay chắc vui hả? Chắc cũng vui á. Ăn uống gì chưa? Em ăn uống gì chưa? Em ăn uống gì chưa? Hóa ra 8.000 kiếp chắc từ hồi nào hả? Chắc từ lúc thành lập Phát TV giờ chắc đây là đầu tiên gọi video luôn á. Em nói vậy tại vì mình cũng quan tâm nhau mà. Wow, mùa dịch có vẻ gắn kết yêu thương quá nhở? Thì cũng có chút thương thiệt. Có chút thương thì thương người ta mới gọi chứ. Đừng có cười. Người ta đang chuẩn bị nói một cái chuyện rất là quan trọng mà cười. Chuyện gì sao mà mặt mũi có vẻ kiểu của đang làm trò gì sao mà cứ quay đi vậy? Không, tại che giấu cảm xúc á mà. Nói những cái cảm xúc mình phải che giấu. Wow, đầu tiên có khác thiệt. Trời ơi. Không, cái này là những lời thật lòng của anh mà, em biết mà đúng không? Anh yêu luôn, đều. Đừng có chửi thề, trời ơi, chuẩn bị nói chuyện quan trọng mà cứ chửi thề là sao? Có thề đâu. Có điều gì đó mới nói điều gì đó. Thì còn độc thân mà đúng không? Đang độc thân mà đúng không? Ế quá trời. Ủa, ê, alo, gọi điện tiếp mà để xài xỉ nhau nghe chưa? Đang ế phải không? Sao có chuyện gì? Muốn mượn tiền hay gì? Ôi, trời ơi. Nói đi. Anh muốn mượn em làm bạn. Cái gì? Nói lại. Anh muốn mượn em làm bạn gái của anh chứ mà. Trời đừng có cười, quê lắm ơi. Trời ơi. Hả? What? Chuyện gì? Đừng có... Nói lại chưa nghe đó. Anh muốn mượn... không có muốn mượn tiền mà muốn mượn em làm bạn gái của anh. Nhiêu tiền? Bao nhiêu? Nói chuyện nghiêm túc mà. Bao nhiêu để cho tiền à? Bao nhiêu để đưa tiền cho đi đăng tên người khác nè? Ôi... Sorry, không chỉ tề. Nói chung là bây giờ là muốn tỏ tình á. I love you, ok. Mạnh chưa? Thấy được mạnh chưa? Cười quá trời luôn mọi người. Ê, tôi hỏi thiệt nha. Hồi trước giờ ông tỏ tình mấy cô bạn gái của ông tỏ tình cách nào nhỉ? Đi cách này hả? Hồi đó hả? Đó giờ không biết, tại cũng chưa dính ai. À, chưa dính ai hả? Chưa bỏ cách này đi nha, cách này theo lắm á. Theo hả? Muốn có bạn gái đừng có tỏ tình theo cách này nha. Giỡn thôi chứ tôi biết tỏ tình bạn gái mà, tại cái này thách thức quay teaser cho mấy bạn chơi thôi chứ tôi biết tỏ tình. Tôi biết ghê tỏ tình đó. Ghê, tôi sát gái ghê lắm. Thách thức hả? Cái này là thách thức của ai vậy? Cái này là tôi tự test á chứ tôi biết tỏ tình. Trời ơi, con gái vô tôi là chết. Rạp. Một nước nhạc chết hết. Chết thiệt. Tại người ta chết hết rồi đó. hồi nãy không nghe nói ha, một cái lại một câu là ngã gục chết hết xong về người ta lóc luôn. Đó chứ là bây giờ là có một cái trò chơi mới á, trò chơi này là nãy giờ tôi là test á chứ
Tôi biết là tôi tỏ tình đàng hoàng là bà dính chắc. Cái này là test thôi nên nên tôi cố ý là tỏ tình dở để phèo phèo thôi, chứ muốn tỏ tình bà với ẹt à, một đứt nhạc. Thôi nó từ từ chưa đánh tới. Ok, đây là thử thách hả? Ok, thách không là tỏ tình với tôi hả? Tôi tự test thôi. Rồi bây giờ là tôi sẽ đề ra thử thách cho bà, là bà sẽ tôi có thử thách hả? Có chứ, không những thử thách mà sau khi bà thử thách xong bà sẽ gọi cho một người khác. Thử thách của bà là sẽ tìm một ai đó gọi điện thoại nói là bị bạn gái lừa mấy trăm triệu, giờ cần tiền để giải quyết. Có nghĩa là bà yêu con gái, bà không yêu con trai nữa. Thì bây giờ là đó, nhưng mà phải thuyết phục sao cho người ta tin là bà yêu con gái. Okay. Và bà bị bạn gái bà lừa trăm triệu. Đó. 100 triệu hả? 100 triệu hả? Lúc mà gọi mình sẽ sáng tạo thêm nữa cho nó câu chuyện nó kịch tính ly kỳ. Ok, nhớ kêu nhớ bấm quay màn hình ta nha, nhớ lúc gọi á, nhớ bấm okay. Quay lại cái màn hình. Ok, nhớ thử thách nha. Ok, bye. I love you. Ở đấy là tôi tỏ tình thì có mọi người bình thường tôi hay cô gái kiểu vậy không? Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Remy nhận được một thử thách của Phát TV, và cái thử thách lần này thực sự là ôi không thể nào tin được là mọi người đã đưa cho Remy cái thử thách mà oái om như thế này. Cho nên là các bạn hãy cùng xem video dưới đây xem thử là ngày hôm nay thì Remy sẽ nhận được thử thách như thế nào nha. Alo, Thái hả? Đó, hôm nay gọi cho tôi nữa. Khỏe không? Khỏe. Tôi lúc nào không khỏe. Bữa giờ tình hình sao rồi? Tiêm chưa? Cũng xong hết rồi, xong chút rồi. Trời, hôm nay hỏi thăm nó hay về mấy bữa nay trời mưa quá mưa. Cái gì vậy? Ủa lâu lâu gọi điện thoại tao không được hả? 6 năm trời. Mấy tháng 7 năm mà lần này chắc lần thứ đầu tiên á. Chắc nhờ cái gì nè. Ủa sao biết? Giao thiệt hả? Định kể cho ông nghe chuyện này. Gì nữa, kể nghe cho vui thôi chứ nhờ. Tầm này nhờ căng lắm á. Thì ai chả biết, là tầm này nhờ căng, nhưng mà có chút chuyện xíu. Khó nói quá. Gì nữa, đừng nói yêu tôi nha. À, hey. No way. Nói sao? Giúp được mà giúp coi nói đi, giúp được không chứ gì giờ. Thật sự là ông biết xưa giờ tôi chưa bao giờ nhờ vả ai đúng không? Cho nên là biết là lần này phải kiểu cực kỳ khó khăn lắm thì tôi mới hỏi nhờ luôn á. Cho nên là nếu mà giúp được thì giúp tôi với nha. Tôi tính mượn ít tiền. Ít là nhiều. Kể cho ông nghe chuyện này nha, nhưng mà đừng có nói với ai nha. Bữa tôi mới bị lừa tiền xong á. Chị ơi hả? Lừa nhiều? 200 triệu. Ba mới lừa 200 trái? Trời, em bị... Ủa bình thường mà nghĩ mấy cái đó mà mắc gì bị lừa thì không? Vậy thường dở vậy? Tôi đâu có giỡn đâu, tôi nói thiệt mà. Tôi bị lừa 200 triệu á. Tôi mới bị lừa xong luôn á. Bà làm gì mà bà kỹ tôi nhất. À bà là kỹ nhất. Khó nhất mà bây giờ bị lừa. Thì chân bị lừa bởi người thân quen thì mới sợ thôi chứ. Còn nếu mà người ngoài thì đâu có nói làm gì. Thân thì gì mà để lừa 200 ghê ạ? Thì người bên cạnh lừa mới sợ đấy chứ. Bản thân đúng không? Hay là người ngoài ví dụ vô mới đa cấp các kiểu rồi vậy? Đa cấp gì điên hả? Có bao giờ tôi chơi mấy cái đa cấp đâu. Làm sao mà người ngoài dụ được? Nói chung là người thân. Mà bây giờ bị mất tiền rồi, bây giờ tôi cũng đang hoang mang, tôi cũng đang sợ lắm đấy nè. Nói chung là bây giờ đang bấn loạn, thấy không? Thấy bây giờ thấy mặt tôi đang bấn loạn không? Căng 200 là
chuyện tố hình sự được á, để tôi nhờ bạn tôi công an cho. Ê, đừng. Nói chung là tôi không muốn ai biết chuyện này hết đó, tôi nói rồi. Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Công an nó chống được mà, công an chống được mà. Kiểu như người ta giải quyết cho mình thôi, chứ giờ mà... Thôi, cái... Mất cái chục triệu. Bây giờ... Nói chung là tôi không muốn ai biết chuyện này hết, cho nên là ông giữ bí mật giùm tôi được không? Biết rồi, nhưng mà chuyện đại là 200 triệu đâu phải nhỏ đâu. Thì tôi biết. Tôi không hiểu sao mà ông chịu báo công an, mà cái vấn đề báo công an là... Là cái chuyện phải làm để mà mình lấy lại tiền cho mình, chứ không phải là kiểu như bị lợi dụng bạn bè yêu đó đâu có được. Không phải. Tao cho anh ta là bạn, ta bạn đâu. Nhưng mà tôi có... Nhưng mà tôi có cái chuyện này khó nói. Chuyện gì? Bà cho bạn bà bị bạn bà lừa chứ đâu phải là bà tình nguyện bà đưa đâu hay gì đâu mà khó nói. Cứ nói coi mình là bạn đâu để mình muốn nó đâu. Bây giờ tôi nói thiệt cho ông nha, nhưng mà tuyệt đối không được kể với ai chuyện này nha. Nhớ đó. Rồi biết rồi. Nói đi, tôi không nói ai nghe đâu. Tôi nói khó hỏi thì tôi nói mất mé thôi. Bạn gái của tôi lừa tôi á. Thì bạn là con gái rồi, thì có gì đâu. Không lẽ bà bị trai lừa là bà mới trai rồi. Nhưng mà tôi mê gái. Thì mê gái mới bị lừa. Thì ông không hiểu à, là tôi yêu con gái á. Gái. Thế mà tôi có chút nào là giỡn không? Ủa là... Tự nhiên yêu gái. Tự nhiên nghĩ bao nhiêu người yêu, bao nhiêu người mê không chịu đi mà yêu con gái không? Khủng quá ai. Nhắc nhả mày lời, sao bây giờ nói vớ va vớ vẩn. Tôi không có nói vớ va vớ vẩn, tôi nói thiệt là tôi bị bạn gái lừa. Tôi với bạn gái quen nhau 6 năm rồi. Bà quen bạn gái 6 năm trời là từ lúc mà tôi biết bà đóng phim chung bà quen con gái 6 năm. Ừ. Đó là khủng quá bà ơi. Tự nhiên cái... đẹp chỉ như quen gái. Ơ kìa, ủa chưa đẹp thì không được quen con gái hả? Ông bị điên hả? Tôi nói thiệt á. Tôi bị bạn gái tôi lừa tiền, lừa 200 triệu luôn. Tôi nói thiệt, đó là lý do tại sao tôi không thể nào báo công an được, ông hiểu không? Bà là lết hả? Ừ. Bài. Nhưng mà đừng nói chuyện này nha. Nha. Tự nhiên cái đi yêu con gái không để bị nó lừa. Ủa? Thì làm sao mà biết được nó lừa, trời ơi, yêu 6 năm rồi mà quen 6 năm sắp cưới nơi. Tự dưng bây giờ bị lừa tiền mang đi, sao mà tôi biết được. 6 năm mà ông nghĩ đi, 6 năm thân cũng khác gì thân với ông với lại Phát TV mình đâu. Anh chứ, nó được bà yêu, tôi có được bà yêu đâu. Ok. Tôi nói thiệt, với lại bây giờ tôi đang cần tiền. Tôi đang cần tiền thực sự á. Để sau dịch tôi làm một chuyện. Làm gì? Tôi đi độ body. Mà đi bông vũ hả? Ủa mắc gì không được, ông điên hả? Giờ tôi muốn đổi hình ảnh sắc sexy được không? Thôi, tao không quen đâu chứ lại. Sao mà không quen? Ủa, tôi yêu trai hay gái thì tôi không được quyền sexy hả? Vì sao gì? Mà yêu gái rồi, mà đập đứa hay đập chết. Ông đừng... Ủa sao? Tốt ngang cũng hay là... hay là bà không bảo mộng, nếu chỉ là bà muốn là con gái. Đúng rồi. Là tomboy đúng không? Tomboy cái gì? Tôi đã nói là tôi muốn đi độ loa mà, tôi là tomboy cái gì, ông điên hả? Tôi đã nói là tôi muốn đi độ loa mà. Đúng rồi. Bị bạn gái 6 năm con người xong rồi giờ rồi sao? Rồi bấm vú trời. Mà tại vì biết sao không? Lúc quen người đó xong người đó cứ kêu là tại ngực nhỏ này kia đó. Xong rồi người ta đại loại là đại là người ta yêu hay vậy? Hả? Bấm xong rồi nếu cái tình yêu hay vậy?
Thì nếu mà không níu kéo được tình yêu thì biết đâu gặp được người khác thì sao? Nhưng mà dù sao thì đàn ông mà ai, đàn ông hay phụ nữ hay là tomboy hay gì hết thì ai cũng thích những người sexy mà, chứ có ai thích kiểu ngây thơ nữa đâu. Trời ơi, có vợ rồi, em nói gì vậy? Rồi bây giờ là là bây giờ là bà vui lắm hay gì, cười dữ trời. Không, ý là bây giờ nói được cái bí mật của mình ra xong tự dưng thấy nhẹ nhõm á. Nhẹ nhõm không, nhưng mà bà sắp sửa mang cục nợ không nhẹ một chút nào. Cũng không phải là nợ, thì tôi đâu có nợ đâu, chỉ là người ta nợ tôi thôi. Còn bây giờ thì tôi sắp nợ ông này, nhưng mà ông thì tôi tin tưởng rồi, ông chắc chắn là sẽ không đòi nợ tôi sớm đâu đúng không? Ôi, vợ con tôi ai rồi? Thì 200 được không? Bơm vô 200 trả. Bơm 100. Ừ. Thì bên 100. Hai bên 200. Quen không? Chỗ quen không? Thì phải tìm hiểu với chỗ uy tín làm chứ. Bây giờ cho mượn nha. Tí nữa tôi đọc số tài khoản chuyển khoản tôi biết nha. Được rồi, đợi đi. Tôi đọc số tài khoản đi. Tôi gửi cho. Là thử thách của Phát TV á. Thì ghê chưa? Đắm chú. Trời ơi, đi đây sao mà thiệt vậy khùng hả? Ông nghe cái người tôi chất. Ông nghe người tôi chất xíu chất én ở đây mà đi. Đi, làm sao đi đăng ngực được đi nè. Bọn nghĩ sao, kêu tôi yêu con gái khùng hả? Hả, thử thách. Trời ơi, thử thách của Phát TV, người ta gửi cho tôi cái thử thách là bây giờ tôi phải điện thoại cho ông, xong rồi lừa ông rằng là... Hả? Nhân nước mà anh em kêu làm đó hả? Ừ, làm mọi người bí mật đưa cho tôi cái thử thách là tôi sẽ phải gọi điện cho ông, sau đó tôi sẽ phải lừa ông là tôi là yêu con gái và bị con gái lừa tiền, sau đó mượn lại tiền của ông. Ủa mà, mai mốt mà mượn tiền liền á, tôi cho là một con chó. Sorry, cái này là thử thách thôi, tôi cũng bị mà tôi bắt buộc phải làm như thế mà hiểu không? Mà tôi cũng có thử thách cho ông đây nè. Gì nữa, tôi đang đến ông làm. Phải làm đi, bây giờ tôi phải có thử thách cho ông này bởi vì cái này là yêu cầu tôi xong thử thách của tôi rồi, bây giờ tôi phải thử thách cho ông nữa. Thử thách của ông đơn giản lắm, cái này chắc ông làm được dễ mà. Thử thách của ông là phải nấu cơm cho cả gia đình, chăm sóc cả gia đình trong một ngày. Hoặc là nấu cái món gì lạ lạ mà chưa từng làm trước đó đó. Đó, đơn giản đúng không? Cái này vừa chăm sóc được vợ con, vừa khỏe, vừa vui, vừa biết thêm nhiều kiến thức. Trời, thử thách quá quá hữu dụng còn gì, hữu ích còn gì, đúng không? Nó đâu có vô lý như thử thách của tôi đâu. Thử thách của tôi là đi lừa ông, nó trả được cái gì hết thiệt sự. Và bây giờ lại còn bị mang tiếng nữa, còn bị mất lòng tin nữa. Bây giờ còn bị mất lòng tin nữa là sao vừa tiền? Là sao vừa tiền thiệt, ai mà cho tôi vừa tiền bây giờ? Ok, Ruby đã thực hiện xong cái thử thách lần này rồi và thực sự là chắc là có thể là mặt đáng tin quá hay sao mà Thái nó bị lừa một cách ngoạn mục. Không biết là Thái có tin thật không nữa, nhưng mà tôi suýt nữa là đã nhận được 100 triệu từ Thái rồi. Và bây giờ thì Ruby đã gửi cái thử thách này cho Thái rồi và chúng ta hãy cùng xem thử là Thái sẽ thực hiện thử thách này như thế nào nha. Tôi sẽ chấp nhận cái lời thử thách đó và thực hiện nó. Chờ đó. Má đi. À, cãi nó đi. Má đang quay phim. Quay phim mặt Khánh. Chào mấy con mấy chú đi. Chào mấy chú mấy chú. Biết là em mới đi chích về, rất là yếu trong người, cho nên là anh sẽ đích thân nấu cái món gì đó cho em ăn hoặc là cho em uống. Em muốn uống gì? Không có ai xúi anh làm đâu, anh tự nguyện làm. Thì để chứng minh cái tình yêu thương của anh. Muốn ăn gì? Trà sữa. Trà sữa hả? Ồ, cái mặt này ốm lắm rồi đó. Ok, nếu mà trà sữa thì để anh ráng. Ok, chúng ta đã có đường, trà, bột béo, sữa đặc. Làm thôi. Đầu tiên thì chúng ta làm gì? Để nhớ lại công thức coi. Anh xui à nha, cái câu chuyện này là anh thử thách là thử thách à, lộn à, à, à,
anh thử thách bản thân anh để làm cho em thôi, chứ còn ngon hay không mà uống được hay không thì hên xui. Đầu tiên thì chúng ta nên nấu đường với lại trà với nhau cho nó, cái đường này nó chảy ra nó thấm vào cọng trà. Ok, let's go. Mặc nhiều chuyện quá hôn gái em. À đã quá, mình đợi cho đường nó sấn lại rồi nó thấm vào cọng trà, rồi cái mình đem mình đổ tại hư. Ê tưởng gì chứ, ngày xưa em biết không, ngày xưa anh là dân làm quán trà sữa chứ bộ, là quán trà sữa với bạn gái. Ngày xưa bạn gái là giỡn hỏi không biết là việc của phụ nữ, nhưng mà hôm nay do vợ tôi mới đi chích về á, cho nên tôi làm luôn. Nhái tôi nè, nhái tôi nè. Để giờ mình sẽ nếm thử coi nó như thế nào. Không sao, để nó nguội rồi ngày mai mình sẽ cho vợ mình uống, lúc đó mình sẽ quay reaction của vợ mình cho mọi người coi nha. Và bây giờ nghỉ để cho nó nguội, ngày mai trước khi mà chúng ta thành phẩm một cái ly trà sữa, chúng ta sẽ bắt đầu làm chân trâu. Ok, ayo. Và sau khi mà để qua một đêm thì trà sữa đã nguội, và bây giờ là mình bắt đầu tiến hành nấu chân trâu. Ok, đầu tiên là chúng ta bắt nước lên ha, cho nó sôi. Cái bước thứ hai là mình phải cắt cái bịch chứ không, bỏ cái bịch vô là chảy nhựa. Sau khi mà mình đã nấu được ở tầm 20 đến 25 phút quậy đều á, thì mình bắt đầu mình vớt ra và bỏ vào nước lạnh nha mọi người, cho chân trâu nó giòn hơn, nó dai hơn mà nó không dính lại với nhau. Đó là kinh nghiệm. Rồi. Đó, mọi người thấy không, nó không có dính nè, nó đâu có dính đâu nè, thấy không, đâu có dính đâu, cái cục chà bá nè, đâu có dính đâu rồi. Có như là đã xong một cái set trà sữa chân trâu trắng đen rồi đó, và bây giờ là mình bắt đầu mình đổ trà sữa ra nha mọi người. Vâng, kính thưa các bạn và quý vị, coi như là chúng ta đã hoàn thành xong một ly trà sữa chân trâu dành cho vợ tôi. Hy vọng là vợ tôi sẽ thích. Mời em. Sao ngon. Được. Nhưng mà nó thiếu một chút xíu trà, chút xíu sữa, chút xíu vị béo nữa. Ủa anh trai muốn gì vậy? Trà sữa. Nó thiếu những cái đó thôi đó. Thôi, đổ mẹ luôn cho rồi. Ok, thì coi như tôi đã hoàn thành xong cái thử thách mà mọi người đã giao cho tôi, và bây giờ tôi sẽ đi thử thách người khác để tôi gọi vô nhóm mấy anh em coi ai sẽ là người tôi thử thách tiếp theo. Đây, nhóm y học cổ truyền. Phương cơm gì vậy? Ủa, hồi đó anh nhớ Phương là ăn mà toàn sơn hào hải quỷ không á. Không có, anh, giờ này em ăn uống heo thì lắm. Ăn uống heo thì hả? Chứ phải không có hả? Thôi bớt đi, đâu có ai nói gì đâu. Dạo này ăn uống cho nó điều độ, sức khỏe lại, chứ ăn thịt, ăn hải sản nhiều quá, ngán quá.
đâu 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 đây từ từ nè trời. Ủa? Rau nè mọi người là bốc lên ăn vậy luôn hả? Hành mọi người, nó trồng hành cho nó ơi heo thì quá, heo thì quá ha. Heo thì á, ăn trao, nói mẹ ăn trao thì khổ, nói mẹ khổ đi thì giặt ăn heo thì. Tôi muốn gì chẳng có. Ừ. Tối mặt nè, mặt thiệt lắm nha. Ừ, vậy thôi giờ cho mình cái thử thách nè, là bây giờ kiếm một con vịt quay Bắc Kinh ăn. Căng á, giỡn chứ, hồi đó thì nó dễ chứ bây giờ căng á, coi coi mặt á. Bây giờ kiếm được thì hết dịch anh tặng mày con vịt quay Bắc Kinh. Còn nếu mà mày không kiếm được á thì mày tặng anh con vịt quay Bắc Kinh. Trời Phương à, đường thì vậy chứ làm em mà. Ok ok, đơn giản cũng dễ, mấy chuyện này anh em tôi nhiều mà. Anh em tôi là phòng tinh tiết mà. Ok coi liền. Ừ, để cháu mắt coi nha. Nhớ quay lại nha, nhớ quay lại nha. Nhớ okay, quay lại, okay. Nhớ quay lại cái quá trình sinh nha. Rồi làm liền có liền. Ừ, có đi rồi qua dịch anh tặng con dịch ra Bắc Kinh, còn không thì mày làm liền có liền. Bây giờ là ông Thái là khách mình gọi để bào được một con vịt quay Bắc Kinh thì để mình thử, mình gọi anh em coi có ai không. Đây mới nhắc là có người gọi liền. Lê Thành Dương là anh Ngô Kiến Huy, anh Bắp, anh ruột của tôi. Alo. Alo, nghe. Út đang có một cái thử thách của bên Pháp. Ủa đang đâu vậy? Đang nhà. Đang ở dưới nhà. Ủa đang ở dưới nhà hả? Đúng rồi. Có thử thách bên Pháp yêu cầu Út là đi xin anh em con vịt quay Bắc Kinh. Mà họ tưởng là em không có ai anh em này nào thân hay sao á. Họ đâu biết là em với cả đồ thân với luật đồ thân muốn ăn cái gì gọi cái là anh em hỗ trợ liền đâu. Thì con dịch quay Bắc Kinh á. Thì bây giờ là hả? Bây giờ có mua ở đâu được cho Út con dịch quay Bắc Kinh không cả? Dịch quay Bắc Kinh á. À, dịch quá rồi, đang gặp lại nhau nha. Quay không nha, tại vì anh đang kẹt lấy đồ đó nha. Cuộc sống mà được người này mình kiếm được khác. Alo. Anh ơi, bên Pháp nãy thử thách em. Nói thử gọi cho anh cái người nào mà mình xem là anh em thân á, mình gọi mình nhờ giúp một việc nhỏ thì coi người ta có giúp không á mà. Mày gọi lộn số rồi. Đỡ ngoài anh trai, em là chỉ có anh thôi chứ anh là người em đáng kính nhất mà nói gì anh trai. Đang quay phim đúng không? Anh đang quay phim em mới nói chuyện này kiểu này đúng không? Không quay phim em đâu nói chuyện kiểu vậy. Đâu có, lúc nào em nói chuyện anh cũng lấy phép gì mà anh trai. Thôi mà, không mày, sao xạo không à? Sao xạo ghét người ta gọi là xạo gì á. Thôi, tới giờ cơm rồi. Có gì nói lại tối đại, anh đi ăn cơm mày ơi. Thì họ thách em là tìm nhờ anh em ship cho một con vịt quay Bắc Kinh. Hôm nay mà kinh gì ông nội. Vịt quay gì cũng được, vịt quay được rồi. Đơn giản mà anh trai, em gửi cho anh ăn hoài mà. Ở nhà anh, mày chưa bao giờ làm cho anh cái điều đó hết. Cho nên là mày đừng có đòi hỏi em phải làm cho mày. Thứ nhất, thứ hai nữa là ở cái mùa này anh ở nhà anh ăn toàn là khô với lại mì gói không à. Mày nghĩ sao mày cũng dịch ở đây nữa. Thì bây giờ anh họ nào thách mày thì mày thách lại họ đi.
chứ đừng có thách anh. Thì anh em đâu thách đâu, em nhờ anh mà. Nhờ hả? Anh thì anh ăn chay, cho nên tháng này anh ăn chay, anh không có đụng chạm gì tới chuyện mà sát sanh được nha anh Tư. Dạ, dạ thôi anh em sống vậy em cũng quý quá trời. Tháng rồi. Tháng 7, ăn chay nha cưng. Dạ, tại tháng 7 nên em cũng kìm cảm xúc của mình lại. Ok anh trai. Dạ, chúc anh may mắn và sức khỏe nha anh trai. Sau này có gì gặp khó khăn thì nhờ em giúp đỡ nha anh trai. Nhờ em giúp liền nha anh trai. Không quá, anh em với nhau không? Khó khăn không bao giờ tìm đến nhau, chỉ chia sẻ những lúc ngọt bùi thôi, hiểu không? Rồi, ok, hiểu, hiểu anh trai. Dạ, tạm biệt anh trai. Sống mà. À, các bạn ơi, trong cái thử thách mà của Pháp TV thì tôi không phải thua gì, nhưng mà tại vì thật sự thì cũng không thèm thực dịch cho lắm, thì nên không có. Nhưng mà thôi thì thua thì mình nhận thua. Bây giờ mình sẽ thử thách một đứa em mình để mình gặp nó coi sao. Kiều, Thúy Kiều. Ừ, giờ này nó ngủ thức dậy chưa? À vậy nè. Hello. Hello. Đâu rồi? Đang làm gì đó? À em đang ngồi đợi anh Viễn dậy đồ ăn sáng. Rồi ngon. Ủa vẫn đang ở bên nhà anh Viễn à? Đang kẹt bên đó à? Đúng rồi, chứ đâu có về được đâu. Ở bên ổn không? Thật, tất nhiên. Quá ổn. Có gì là không ổn cả anh à. Bình thường. Ê, mày kìa, kiếm cái máy nào quay lại đi. Tại vì bữa giờ ông Thái cũng gọi thử thách tao mấy cái rồi. Mình cũng làm thử thách đi chứ. Ủa là giờ quay lại khúc hay với anh nói chuyện đúng không? Ờ, quay lại đi. Sao bữa giờ ở bên đó ông Diễn đối xử thì sao? Thì nói chung là thương lắm. Cưng lắm. Đâu có sao. Cái này anh thấy hơi sai. Tại vì anh còn sợ ông Diễn mà. Tại vì tính ông Diễn kỹ, tính ông Diễn khó lắm. Ông chỉ đối xử tốt với mấy bé mà xinh đẹp thôi. Mấy đứa gái xinh đẹp qua nhà anh chơi thì làm cái gì anh cũng không quạo. Còn mấy đứa xấu hoặc là con trai qua là anh hay quạo lắm. Cái này tao biết. Thì nói chung nó cũng tùy. Còn cái chuyện mà ông không quạo với mày là tao không tin được. Thì sao mà quả với em được, trời ơi, thương cổn hết á. Ông có đuổi mày lần nào chưa? Thùng quá. Thì không, đâu đuổi đâu, em đòi về còn không cho em về mà. Ông lấy dịch, ông đổi tính ta. Chứ bình thường là ổng chỉ nhỏ nhẹ, dễ chịu với mấy bé xinh đẹp thôi. Biết đâu thì, ủa em cũng đẹp mà anh nói gì vậy? Ok. Vậy bây giờ anh có một thử thách nhỏ cho mày nha. Thử thách là mày vờ như vô tình mày phá ba cái món đồ của ông Diễn mà ổng không quạo, ổng không đuổi mày. Ba món thôi, như làm bể cái máy tính là làm cái gì đó, bể chén, bể dĩa, bể máy tính gì đó. Hơi nhiều á, mấy một đâu. Bên ổng có cái kệ mà để mấy cái hình, mấy cái đồ chơi đồ đó, nhìn đẹp đẹp á. Bên cái góc á, bên góc mở cửa vô thấy đó. Thấy, biết rồi, ra gần mua nè. Thì đó, hoặc là cái gì đó mày làm hư ba món đồ trong nhà của ổng mà ổng không quạo, không đuổi mày là mày thành công. Mày dụ qua tư thách. Còn mà thí dụ mà ngược lại thì sao? Ngược lại thì thôi, coi như là không có gì thì mày bị đuổi về thì sao đó thì thôi. Ví dụ à, mà em bị đuổi á thì anh có chứa chấp em không? Cái đó không biết, mùa này căng lắm em ơi, đâu có ai ở yên ở đó chứ. Vì sao mình không thử cái gì khác thì cái này, tại vì em cái này nó dễ quá anh hiểu không? Cái này thì dễ thì cứ làm đi em. Vậy nha, chốt kèo vậy nha, nhớ quay lại nha. Ok.
kiếm máy quay lại phá ba món đồ của nhà ông Diễn mà ông không quạo, ông không chửi mày là mày thắng. Hết dịch anh đãi mày một chầu đi ăn. Nhớ nha. Ok. Rồi vậy nha, nhớ quay lại nha, tao đợi kết quả. Mình sẽ phải thực hiện cái thử thách này của mình. Tự nhiên giờ mình nghĩ là nó khó khăn thế nào ấy. Bình thường tôi hát thôi. Đã muốn ký đầu tôi rồi. Đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ mình còn phá đồ nữa chứ. Bây giờ anh Viễn đang ngủ. Cơ hội là cơ hội rất là thuận lợi để tụi mình làm cái chuyện đó. Ai bây giờ mình phá cái gì ta? Em đừng nhìn tivi, có một cái đi coi đó. Thì hay là cái máy lạnh này chắc cũng xài thường xuyên hả? Nó phải là một cái gì đó mà kiểu như là cũng không quá cần thiết cho gia đình mình đúng không? Kiểu như mấy cái đồ chứ. Anh thấy giống em không? Anh thấy em nhìn là anh thấy nghi vậy. Ba nói bức tranh liền. Được. Bây giờ mình sẽ tìm cách bức tranh này làm cái gì với nó đây ta? Bức tranh thì mình sẽ em sẽ vẽ anh Diễn lên. Vẽ lên. Có nghĩa là bây giờ một cái đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm cái gì đó. Thứ hai, anh đang nghĩ sao về bộ sưu tập? Anh đang nghĩ sao? Nếu như anh làm gãy tay một đứa nào đó trong này. Gãy tay. Hoặc là gãy chân. Thì liệu em có bị gãy tay hay gãy chân giống chúng nó không nhỉ? Chúng là em phải chơi gì đam mê á. Em phá cái này giống như là em đụng vô cái đam mê của người ta. Thôi. Cái đó cũng tiếc quá. Hợp đi. Ê. Em thấy có cái này được rồi. Cái này là cái thẻ ngân hàng. Mà cái thẻ này thì mình hư mình có thể làm lại được đúng không? Cho nên là sẽ không chửi. Bây giờ em sẽ bẻ cái thẻ này. Được. Anh lấy chứ. Trời. Rồi không biết cắt một cái một. Một cái một thôi mọi người. Đây là kinh nghiệm, nếu như các bạn nào chán không xài thẻ ngân hàng nữa có thể dùng khéo cắt được dễ dàng. Bây giờ còn cái cuối cùng nè. Em thấy có cái này. Bây giờ mình sẽ lỏng cái trong mắt kính này ra mọi người. Kính này đi. Của một thương hiệu khá đắt tiền. Nhưng mà không sao, cái này mình sửa được. Chỉ là trong mùa dịch này không sửa được thôi. Ê. Nó ra rồi. Thì các bạn biết không, cái mắt kiến này là cái mắt kiến mà anh Viễn sẽ hay đeo để đi chợ mua đồ ăn. Thì nói chung giờ mất một bên, còn bên thì gió lùa vô mát lắm chứ cũng không gì. Bây giờ cái này mình sẽ đi quăng thùng rác luôn. Đưa tay. Các bạn à, mình đã vừa gây ra ba cái tội ác thì nói chung tâm trạng của mình bây giờ cũng rất là phấn khích. Không biết là hello. Ê, đã nghe thôi. Đang quay thử thách cho Kiều nè cậu.
em thích dọn nhà cho anh Viễn trong một ngày. Anh muốn em dọn nhà nên anh nói anh Phương là sẽ thử thách em dọn nhà đúng không? Có ai đụng gì vậy? Kêu em có dọn gì bàn anh không vậy? Cái này cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái sao lại á? Cái bóng đèn cái này là cái bị hư. Xong cái em phải bắt cái ghế này nè lên cái bàn này nè để em sửa bóng đèn. Mà nó vô tình là cái thẻ nó nằm ở dưới cái bàn á. Ủa mọi người ăn sáng chưa? Hả? Mọi người ăn sáng chưa? Chưa, nó ngủ dậy mà. Nãy giờ dọn nhà nhìn chết. Cái này là anh nghĩ là nó không phải là bắt ghế lên đâu. Nó một sự vô tình đâu. Mọi người, nó vết cắt rồi mọi người. Cảm giác này lắm. Có một cái vết cắt á. Chứ nó không phải là một vết gì đó vô tình á. Đây là kinh nghiệm. Nhưng mà mọi người chưa ăn sáng thì mà mọi người cắt cái thẻ á, thẻ rút tiền á, thì làm sao mà có tiền để ăn sáng được á. Ủa em tưởng mình có tiền mặt. Tiền mặt chị? Mà bữa giờ biết cách đi mấy tốt hay không được. Mà còn tiền mặt. Cái ngân hàng bây giờ là người ta làm việc là một tuần rút tiền mặt và một tuần không có rút tiền mặt. Để cái đồ ăn của mình còn lại có nhiêu đây nè mọi người. Chỉ còn nói chung là còn có mấy gói mì thôi. Cái này dán lại có xài được không? Nào bày đá trời này đây. Bèo á. Bèo. Hồi nãy là em chỉ định đi ăn sáng kìa. Sáng đi. Không vậy nữa. Không. Không vậy. Ở nguyên vị trí không có gì, em không có làm gì hết. Em chỉ dọn nhà thôi. Gì vậy? Gì vậy? Dọn nhà gì vậy? Khoai từ để em phân tích đã. Tôi là Việt nghe. Sao? Thấy bức tranh này nó sao? Hay để phân tích. Tôi nghi thằng Phương nó không có, nó không phải thử thách dọn nhà không đâu. Nó có cái gì mờ ám á. Mọi em hết tại vì giờ nãy dọn. À, tao biết rồi. Thằng Phương, tao cũng tưởng là thằng Phương nó thử thách là tao sẽ có đủ dám đuổi mày không. Cái tư tưởng cái mùa dịch này á, mà đuổi Kiều ra đường á. Không, anh đừng có suy nghĩ bi quan như vậy. Thằng gì thử thách đuổi ra đường bình thường. Hay á. Bi quan với em. Phương ơi, nếu mà cậu không thích tôi có dám đuổi Kiều ra đường hay không thì tôi nghĩ là dám, tôi nghĩ là dám. Không sao đâu, đẹp mà. Có ra mọi người ơi. Ở đây à, thường thường ở đây là phải có diễn cộng đó mọi người. Có ra mọi người ơi. Với cái màu là chắc chắn đây là nó không có ở đây rồi đó. Rồi biết cái trend hồi xưa mấy đứa học sinh hay vẽ lên bàn. Ủa em có liên lạc được nhà hàng xóm cho ở gì chưa? Đâu bền lắm á. Nhà cháu gì trời, đâu để quay diễn nè. Đây là diễn, đây là bức tranh. Tao quay mặt qua coi đây. Ủa để đẹp mà. Đẹp. Trời biết vậy nè. Lo dọn quần áo của mày đi. A few minutes later. Có là gì đâu. Cái nhà này giờ mất an toàn. Cắt vô. Chúng mình giảm thiệt hại cho em á. Ôi, lấy ra coi kỹ lại luôn. Trời ơi, chồng nó là... Trời ơi, chồng đi! Phương ơi, mày chơi thích thách gì vậy Phương ơi? Ủa? Mà hỏi thiệt nha, mày mất kiến phách phải không? 3 triệu. Không, tại nãy... Em GM này có hộp này đàng hoàng luôn.
bụi lao lao với nó xúc cái chồng ra à. Thiệt. Kiếm thiệt 3 triệu. Hồi nãy chùi chùi nè, cái nó rớt cái chồng ra. Dơ bụi nè thấy không? Ai mà còn nguyên bụi luôn nè. Cái chùi cái kiểu gì? Thì em chùi cái chồng kia đó. Chùi cái chồng. Ở kia. Chồng kia đâu? Dùng rồi. Tại vì nghĩ đâu có xài nữa đâu. Ok, 3 triệu trừ vô thương. Ủa? Ủa? Không có gì không? Tại vì mấy cái này là biết sao không? Chỉ là cái vật chất thôi. Bạn này làm trong công ty của mình. Sinh sát mình nắm, lương mình nắm. Dâu sợ cả. Bây giờ mày có phá cái gì thì tao trừ thẳng vô lương của mày thôi. Nó đơn giản vậy thôi. May quá, nãy không phá cái tivi không? Trời, nãy tụi em còn định nó hả? Phá cái tivi à? Hay là cái máy vi tính hay là... 100 triệu. Thì tình hình là mình quay xong rồi. Thì vậy nè. Giờ ở bên đó còn chỗ ở không? Nói mày tự tính đi, bên tao nuôi con mèo là mệt lắm rồi. Bên tao nuôi con mèo không nuôi con nổi, nuôi mày sao nổi. Vậy không ấy cho em mượn 12 triệu được không? Chứ em phá đồ của ổng, bây giờ ổng không có chửi, không có la luôn mà bắt đền. Bắt đền hả? Bắt đền. Hiểu đi, rồi qua dịch đi làm mấy rồi, nhưng mùa dịch ai cũng khó khăn mà em. Anh nuôi con mèo, anh nuôi con nổi thì tiền là chung. Đúng rồi, anh cũng có trừ thẳng vô lương đó Phương. Hợp lý quá trời. Ở vậy nha em. Ở kìa. Ở kìa. Ê lập là... Tôi vẽ nha em trời. Đúng rồi à, sáng là có 12 triệu. Ok. Ok, mình đã thực hiện xong cái thử thách của mình rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là phải gọi điện cho một ai đó và thử thách họ một cái gì đó. Để mình suy nghĩ của mình sẽ gọi cho ai ta. À, mình sẽ gọi cho bạn Mai Xuân Thứ. Tại vì bữa giờ cũng lâu ngày hai chị em không có nói chuyện với nhau. Mình sẽ gọi cho nó để thử thách nữa nha. Alo. Alo. Ủa sao chị gọi em? Thì gọi hỏi thăm em. Bây giờ nè, chị sẽ tạo điều kiện cho em. Chị sẽ cho em một cái thử thách, gọi là em sẽ sáng tác và hát rap gan một bài. Chờ. Sáng tác hát rap gan luôn hả? Ừ, mà khoan, không phải là em hát mình em, mà em phải hát trước mặt vợ em. Ok không? Giờ nghe bây giờ. Ừ. Nào. Ở mấy bây giờ mình giảm được khó xíu là em hát bài của người khác được không? Mà anh thấy mấy bài cũng căng lắm á. Căng không? Căng. Phải căng mới được nha. Mấy bài cũng căng mà. Ok luôn, mà phải căng nha. Phải này nọ, nọ kia rồi thật thái nha. Nhưng mà cái mặt em nó rắp găng nó bị cải lương. Thì cái mặt em nó cải lương nên chị mới thử thách em rắp găng. Chứ chẳng lẽ bây giờ chị thử thách em hát bài muốn nói với em tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng thì nó dễ quá đúng không? Ok. Hello mọi người, tôi mới nhận được cái thử thách đó là rắp găng cho vợ tôi nghe. Nhưng mà bây giờ vợ tôi đang ru con tôi ngủ. Cải đi. Thử coi sao. Đội cái nón nhìn cho nó găng cặn. Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra, đừng ngó trước ngó sau có chừng đầu mày băng bó. Trời đất ơi, hát. Thằng nhỏ liêu riêu đang sắp ngủ rồi, bi tỉnh luôn rồi. Ba kỳ quá à. Tỉnh ngủ luôn rồi.
fail. Vì chợ cái gối cũng hơn là cái gối, chứ cái gì mà cứng là đau băng bó thiệt. Bây giờ mình rồi sẽ gọi cho Tuyết Nguyễn. Alo. Alo Tuyết hả? Bây giờ là Tuyết thử nhảy hip hop nhưng mà trên một cái nền nhạc buồn buồn xíu nha. Không phải là một nhạc nhảy hip hop trên một cái bài nhạc buồn buồn. Đó. Hip hop đây. Hello mọi người. Vì thực sự là mình cũng không có biết phân biệt được đâu là nhảy hip hop hay là nhảy hiện đại hết, cho nên là mình sẽ tham khảo đại một cái clip, một vài mẫu nhảy hip hop cơ bản, xong rồi mình học theo, rồi mình ghép được động tác nào thì mình nhảy phiêu theo nhạc luôn vậy nha. Bây giờ mình sẽ tập trước. Ok, bây giờ mình sẽ đi thay đồ và thực hiện thử thách. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách của mình rồi. Hy vọng là bạn Thước sẽ cảm thấy ok nha. Là bây giờ tao phải gọi cho 2-3 camel để mời người ta đi quay đúng không? Dạ đúng rồi. Thuyết phục họ tham gia vai camel cho clip của Phát TV mình á. Là đi quay trong thời điểm này cái gì? Dạ đúng rồi. Hay lắm, mình xuất sắc lắm. Kiếm cái gần khó khó. Ai mượn nghĩ ra trò này? Trò này vui mà, rất hợp với anh. Vui ha. Anh sẽ cho anh thể hiện tài năng thuyết phục của anh. Ok ok, này hay lắm, hay lắm. Được, 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 mày đợi tao nha, mày đợi tao nha. Ám tao lắm mày, dạ. Ám cuộc trời, tao lắm mày, ám cuộc trời, tao lắm. Khi mà mình nhận được cái lời thách đố thì mình thấy nó kinh dị lắm. Tại vì cái lời thách đố này thật sự mà nói là nó đúng với tính chất công việc của mình. Đó là công việc của một producer. Thì lời thách đố này thật sự là cái công việc mà mình rất là thường hay làm. Nhưng mà không phải là làm trong cái thời điểm này. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện cái lời thách đố đó nha. Mình sẽ nghĩ là mình bắt đầu gọi cho người đầu tiên. Đó là anh ruột của mình, anh Tân Chề. Hello anh ruột. What's up? Ruột đang làm gì anh ruột? Ở nhà hả? Ừ. Mua nằm trên giường chơi gọi là. Ủa anh ruột, mà anh ruột em hỏi này xíu anh ruột. Tại cái bên bên Pháp TV của tụi em á đang có cái clip rap, tính có vài camel, tính hỏi anh ruột coi. Anh ruột đi quay tụi em bữa được không? Đi quay. Đi quay á. Sao cái từ này anh nghe nó lão quặc vậy ta? Lâu rồi anh chưa được nghe nó, lâu bể. Nó nghe cứng cứng luôn anh. Nó bị sao ta? Đi quay là quay cái gì ta? Tự nhiên bây giờ mấy tháng trời mà đi quay là quay cái gì ta? Quay cân ngụy á mà. Quay clip á. Quay Pháp TV á. Đúng rồi, quay Pháp TV á, tại Pháp nói chung. Clip hả? Mà
khi nào quay? Em tính chắc khoảng tầm ngày mốt quay. Ngày mốt quay á? Ngày mốt quay. Là mình quay là mình có được sự cho phép của nhà nước hay là cho phép của ai đó cho phép không, hay là mình muốn là mình quay? Anh ruột nghĩ thử ơi, có ai cho không? À, người biết chắc chắn mình không cho tiệm này đó. Thì đó, có ai làm gì cho? Vậy thì mình quay cái gì em? Thì quay cơm nguội anh, quay hài á. Thôi, nó nghe nè, nghe lời anh, nếu mà còn yêu nghề, còn muốn làm nghề, còn muốn phát triển nghề nữa thì mình đừng có làm cái chuyện mờ dài như vậy. Ủa sao vậy? Nghe anh đi, nha. Bỏ cái ý định đó đi nha. Chứ giờ cũng... Thế này ngày mốt anh mừng cho con cú rồi. Ủa? Ngày mốt anh mừng cho con cú rồi, anh không có đi quay được. Nếu mà anh rảnh là anh cũng đi quay cho em rồi. Tại con quá ngày mốt, đúng ngày mốt nó mới bú. Ba ngày kia nó không chịu bú, đúng ngày mốt nó mới chịu bú. Mà thường thường bú là anh cho nó bú không à. Cho nên ngày mốt nó phải cần anh nguyên ngày. Để cho nó bú hả? Hay là bú bằng cách nào? Đúng rồi, cầm bình sữa. Ừ, mà nó kỳ lắm, nó nhìn mặt anh nó mới chịu bú. Bởi vì ngày mốt là anh phải ở nhà với nó, anh không có đi đâu được hết á. Mà giờ vậy sao ta? Vậy chẳng lẽ giờ đem thôi cho đem gọi ông bắt thử hay sao? Tưởng đâu anh ruột giúp được, ruột trợ. Nói nhẹ nè. Dạ. Thì anh biết rồi, anh là nhiệt tình lắm, anh cỡ nào anh cũng giúp hết, nhưng mà tại vấn đề bị rồi như là tình mẫu tử gì của lộn lộn, gì tình gì của là gì. Tình mẫu tử. Đó, anh không thể nào mà lì xa con anh cho lúc con anh cần anh được, hiểu không? Ok. Thì anh rồi cỡ nào anh cũng sẽ tới hết. Nhưng mà thôi. Những lúc này cho anh đã gần con anh nha. Ok được, ok được. Thôi, vậy anh còn giữ sức khỏe nha. Còn muốn gì em cũng cẩn thận nha Long Bể nha. Đừng có làm chuyện khờ dại nha. Dạ, em biết rồi. Nha, có những gì là anh cũng buồn lắm đó. Dạ, ok anh ruột. Vậy thôi, hết giờ anh em mình gặp lại nha anh ruột ha. Tình hình đang cũng rất căng thẳng, nhớ 5K nha. Ok anh ruột, để em nhớ. Nói chung là cũng tình thế ép buộc thôi, thành phải quay thôi, chứ cũng không muốn lắm anh ruột. Chứ anh thấy anh cũng lo cho em lắm, em lo cho em lắm, thì cuộc sống sinh quá rồi, cho nên thôi gái nha. Dạ, mọi thứ khó khăn, anh ruột giữ sức khỏe, ba anh ruột. Ok, dạ. Dạ. Coi anh Bắp sẽ như thế nào. Ủa, sao má? Hello cả. Alo. Cả đang làm gì đó? Hello. À, đang học đánh văn. Ôi, học đánh văn? Ủa? Học đánh văn online? Ừ. Giỏi gì vậy? Trời ơi, học chăm lắm, giờ này chăm lắm. Yeah. Phải có cả tai nghe đồ nữa nè. Để nghe tim côn nữa. Cô giáo côn. À, cái nghe cô giáo là mid, bot, đồ, top, đồ, jungle rồi phải không cả? Phải, chứ thử. Cái đọc mấy danh từ như là rừng rồi. Rừng rồi. Rừng rồi đó. À. Mấy đây cả khỏe không? Em nhớ cả em gọi mà, em hỏi thăm. Sao tôi lên cả cái gì nó không lành nữa ta? Không có đâu, khủng quá, cái không gì đâu. Gì nó bào hết á. Ủa mà cả, em hỏi xíu. Ủa, cả. Sao vậy nè? Thì tụi em tính là ngày mốt tụi em quay cái clip rap. Thì cả chạy qua quay khoảng tầm 2-3 tiếng không cả hả? Chạy về. Cả thấy làm sao? À, rap hả? Dạ. Ủa sao cả đứng lên vậy cả? Alo, lắc, alo. Ủa, bị lắc, mày nói gì hả? Ủa, lắc rồi. Tụi em tính mời cả ngày mốt đi quay rap với tụi em. Alo. Cá ơi. Bị lắc. Này trời ơi, bạn giờ đang đứng từ từ chỉ cái tiếng nó nghe không. Cả cho em đợi địa chỉ rồi mai em gửi thịt bò nha. À, đây địa chỉ với cụ nha. Rồi bạn hết tắt rồi đó. Hết lắc rồi.
hết lắc rồi. Ủa, tự nhiên hết lắc có phải hay gì đó. Mày ơi. Mày mẹ nó vậy đó, mẹ nó đây tâm linh lắm. Mày gửi thịt bò nha cả. Ơi giời trời ơi, bé này được vậy thì quý quá quá. Dạ, ngày mốt cả đi quay với tụi em nha. Alo. 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 Alo, alo. Má ơi. Sao thấy thuốc này nó lắc kỳ ta. Alo. Trời ơi, cứ đổ lại rồi nè. À rồi, nghe đồ gửi bò rồi nha. Đợi Long ơi, đang học bài căng thẳng lắm. Mai có gửi bò nghe. Còn cái gì mà nhờ cái gì đó thì cái gì nhắn tin cho anh sao. Đang mừng lắm, đang vô cơ cơm bát là không, đang vô cơ bạc mới. Dạ dạ à, vậy lắm nha, mai địa chỉ cũ nha. Dạ ok cả, bye, ok bye, cả bye, bye, lắc lắm. Dạ 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 à, bye. Dạ. Bó tay. Thì mình nghĩ là mình đã thất bại với cái thử thách này rồi mọi người. Hello mọi người. Khi mới nhận được một thử thách từ một em gái nhỏ nhắn xinh xắn đến từ Pháp TV. Sao em thử thách ngay cái nghề của chị vậy? Kim là dancer 6 năm đi diễn, nói chung là cũng rất là nhiều luôn. Cho nên là nhảy nói với Kim là đó là chuyện bình thường, nhảy gì Kim nhảy cũng được hết. Không có làm khó được Kim. Vậy mà còn đi thử thách. Đã vậy rồi còn thử thách nhảy cho con Kim khóc. Trời ơi. Không bao giờ Kim làm được thử thách này. Nhảy thì Kim ok, mà con Kim khóc thì không bao giờ nó khóc mọi người ơi. Trời ơi. Con Kim đó, cái tính hài hước giống như Trang Kim vậy đó. Nói chung là vui vẻ, hai mẹ con hề hước lắm, cười suốt ngày tối ngày. Nói chung là khó khóc lắm. Con Kim trừ khi nào mà nói chung là đánh nó đau lắm hay gì á, hoặc là nó bị té hay gì nặng đau lắm thì mới khóc thôi. Ngoài ra là không bao giờ khóc, ai hù ai dọi cũng không khóc nữa. Lì đòn lắm mọi người. Bây giờ bắt thử thách này thì nó hơi khó nha, khó à. Nhưng mà không sao, đã là thử thách thì mình phải chê cái gì mà làm không được thì mình mới thử thách chứ, đúng không mọi người? Thì bây giờ bắt đầu thử thách thôi. Bắt đầu bây giờ là Kim thử thách cho mọi người, thì bắt nhạc Kim nhảy sexy dance cho Kim con Kim khóc nha. Ờ mọi người hết chưa? Rồi mày nhảy cho con nè. Nè, con mẹ nè. Con mẹ nè đâu? Đi đâu? Bây giờ là không hoàn thành thử thách thì bây giờ Kim vẫn được thử thách một bạn nha. Thử thách một em gái cũng dễ thương nha, dễ thương đẹp gái lắm. Kim sẽ thử thách Kim Ngân thực hiện
make up tại nhà với người thân và đặc biệt là người đàn ông. Được mọi người, được không? Thử thách vậy mới thử thách chứ đàn ông make up thì nói chung là chắc thấy ghê luôn. Hello mọi người, tôi là Ngô đây. Thì mọi người có thấy đó, nhà mình không còn ai ngoài gấu. Con biết make up là gì không? Trang điểm. Make up là trang điểm nha. Mà con biết vẽ chân mày sao không? Vẽ thôi, chứ vẽ gì hết. Khiến mình làm ít chữ nhiều. Bây giờ con thấy cái lông mày của mũi nó có cái khuôn không? Dạ. Con vẽ theo cái lông mày của mũi là được. Dạ. Nhìn nó mũi đẹp không? Nhảy lên không nhảy xuống nha. Con vẽ cái đuôi của nàng tiên cá hả? Vẽ lại, không chấp nhận được nha. Thôi sao? Với chân chim mọi người. Rất là bất lực. Quá bất lực. Ủa, giống như là mình đánh xong mũi bằng má hồng luôn. Riêng em thì em chấm 5 điểm. Mong là mọi người sẽ cảm thấy giải trí và vui vẻ khi mà xem clip của em cùng với gấu. Hãy ủng hộ cho Pháp TV thật là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog sau. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang Nơ. Thì hôm nay á, Nơ quay clip này đó chính là Nơ mới nhận thử thách là Nơ sẽ mặc đồ của mẹ để tập squat. Chắc là mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao Nơ có thể đi ra đây quay được đúng không? Là tại vì á, cái khu ở đây giống như là cái sân sau ở nhà vậy á, cách nhà Nơ chỉ có vài bước chân thôi. Thật ra là người ngoài sẽ không được vào đây đâu. Nên là Nơ sẽ tranh thủ ra đây quay một xíu thôi là Nơ sẽ đi về liền. Có thể cuộc chơi này đã kết thúc từ ngày đầu gặp em. Chỉ từ ánh mắt màu nâu trong vắt anh biết mình thuộc về em. Sao nhìn như cục súc vậy? Mặt mặt biểu cảm hết đi nơi. Ủa cái nguyên cái bãi đất đó có ai không được? Cùng sống trong ngôi nhà nhỏ khu vực văn hóa không ti đa, không có chậm SH quấy rối, không có ma túy, không phải đóng 100k đâu nha. Nhưng tất cả thứ tôi muốn chỉ đơn giản như là một giấc mơ. Chứ nói chuyện tôi còn không dám nói chi là một hạnh phúc bất ngờ. Sẽ đứng cờ khi không mạnh dạn nói lời yêu khi mình ấy từ lâu. Nơi tình trường sẽ không bình thường. Như bữa nay Nơ nó gạt khí. Đâu anh đại coi nè. Súng khí phải không? Hey, thử thách thì Nơ đã không thực hiện được. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Pháp TV và cũng như là ủng hộ cho Nơ. Hẹn mọi người trong những clip kế tiếp. Bye bye.